bài mắt nai cha 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 thì quá nổi tiếng rồi thưa quý vị và chúng ta đã nghe biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng hát bài hát đấy à, từ người là nhà bài hát đấy nổi tiếng như là Hồng Ngọc cho đến những ca sĩ khác và đặc biệt hôm nay quý vị để nghe chính tác giả của bài hát đấy hát mắt nai cha 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 cho nên chắc là lúc này không chỉ có Minh Đức mà rất nhiều quý vị khán giả những người đã yêu mến bài hát ấy yêu mến nhạc sĩ sáng tác bài hát ấy là sĩ Luân cũng muốn tò mò biết là mắt nai trong bài hát ấy có phải là một hình tượng có thật hay không? Dạ kính thưa quý vị ở mắt nai là một hình tượng có thật. Và Sĩ Luân thấy là đôi mắt này là đôi mắt không bao giờ mất được trong ánh mắt của các bạn nữ sinh học cấp 3. Đặc biệt, đó là trong khoảng thời gian Sĩ Luân viết bài hát này là năm 97-98 là các bạn nữ sinh của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Những đôi mắt rất ngây thơ, rất trong trẻo, rất đẹp. Và nó toát lên một cái hình ảnh của một người bạn, một người bạn nữ mới lớn và ánh mắt tò mò, ánh mắt yêu thương, ánh mắt bất ngờ và ánh mắt tràn đầy cái sự, sự sức sống đó. Sĩ Luân viết tất cả mọi thứ vào trong đôi mắt nai trong bài hát và đến bây giờ khi mà nhắc tới mắt nai thì luôn vẫn nhớ như đôi mắt của những người bạn đấy và mặc dù bây giờ chúng tớ đã rất là xa nhau những đã có gia đình hết rồi tuy nhiên là bài hát này nó nhắc về một thời kỷ niệm nhắc về chúng ta đã được từng ở với nhau được yêu thương nhau được cùng một mái trường và sẽ luôn hy vọng là chúng ta sẽ mãi mãi có những đôi mắt nai thật đẹp cho các cô gái việt nam đúng là cái hình ảnh mắt nai là hình ảnh gì đấy rất là học trò Chúng ta cũng có khá khá những bài hát có hình ảnh mắt nai trong đấy. Nhưng mà liệu rằng giữa một rừng những đôi mắt nai, hình ảnh của những cô học trò ở cái năm tháng, ở những cái tuổi rất đẹp trong cuộc đời như thế, có một đôi mắt nai đặc biệt nào, riêng biệt, tách ra khỏi rất nhiều những cô ấy trong trái tim của Sĩ Luân ngày đấy không? Dạ, thực là có ạ, có. À, à. Chắc chắn là một nhạc sĩ khi mới viết bài hát thì phải có cảm xúc thật sự. À. Đối với Sĩ Luân thì rất là thích một cô bạn cùng trường khác lớp cô ấy rất đẹp và có cặp mắt hết sức là là hút người nhìn bởi vì đôi mắt ấy biết nói các bạn ạ mắt biết nói đôi mắt biết buồn đôi mắt biết gửi tới những tâm sự cho mọi người và sẽ luôn thấy không đâu bằng cái đôi mắt này lúc tuổi trẻ vì chính chúng ta cũng là những mắt nai. thời trẻ chúng ta vẫn ngây thơ ngơ ngác chúng ta tìm về những cái điều tốt đẹp À, không như bây giờ chúng ta đã trải qua một giai đoạn rất là nhiều sóng gió do vậy đôi mắt mình nó nhìn đời bằng cách kinh nghiệm <laughs> bằng cái sự soi mói bằng cái sự có thể là nhận xét ngay nhưng hồi xưa đôi mắt nay là rất là dễ thương và sẽ luôn rất nhớ đôi mắt người bạn đấy và mặc dù đã lâu rồi nhưng mà luôn cảm thấy là khi mà anh đức nói về mắt nai thì luôn lại nhớ về cái thời cấp 3 của mình và những đôi mắt đó sẽ mãi mãi trong trái tim của những cậu học trò thanh niên